Vô, bỏ vô. Không sao, chút để xíu rồi về bỏ vô cho. Không được. Không, phải bỏ liền, phải bỏ liền đây đây. Sáng giờ cho mấy chục giờ nãy giờ bỏ hoài vô. Bỏ vô đi, bỏ cho nó hên. Chú Linh trọng quá. Dạ, cảm ơn chú Linh. Mai là mối biết được gì mà tốn. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước ha. Dạ, em chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Phương Thảo, hiện tại là em đang sống ở quận 2, em đến từ Đồng Nai. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi chị. Em trước đây làm trợ lý phiên dịch, sau đó thì em làm bất động sản. Hiện tại thì em đang giống kiểu admin và sale bất động sản. Trước đây là làm phiên dịch, là phiên dịch tiếng... Dạ, tiếng Anh, tiếng Việt ạ. Rồi, nhà gái dễ thương lắm hả chú ơi? Mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và các khán giả ở đây. Em tên là Trần Ngọc Trường, em sinh năm 92, quê em ở Củ Chi, còn nhà em ở Nhà Bè. Làm gì ở Nhà Bè? Dạ, em làm nhân viên sản xuất dược. Cụ thể là em sản xuất là những viên thuốc như là paracetamol sủi hoặc là xe sủi. À, tức là dược sĩ hả? Dược sĩ sản xuất dược. À, dược sĩ. Mình cho biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ hoạt bát, con nấu ăn ngon, rất là thích chăm sóc người khác ạ. Trời, hay quá, hai cái đặc điểm này ngon nè. Nấu ăn ngon mà thích chăm sóc người khác rất là tuyệt vời luôn đó. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm em nhiều lắm. Khi mà em bị đói thì sẽ hơi cậu, hơi khó tính một xíu. Cái này phải sửa nha. Dạ, ngoài ra thì người ta nói hay não cá vàng á chị. Tất cả những công việc của em á, thường là em phải lên lịch vào điện thoại hoặc là note lại. À, dạ. Cái này bây giờ mình có rất là nhiều cái loại thuốc để có thể hỗ trợ về cái trí nhớ của mình. Chị ngày nào cũng phải uống 3 viên chị mới nhớ được. Có khi nào nhìn số đưa em gặp bạn nam bên kia làm về thuốc không chị? Đúng rồi đó, số phận là vậy đó. Quên uống sủi nó không hết đâu nha. Rồi bây giờ nhà trai thì sao nè? Đầu tiên là ưu điểm của em là nấu ăn ngon, siêng năng, vui vẻ, hoạt bát, thích chăm sóc người khác. Hai này sẽ cùng thể ra. Dạ chú nha. Về chắc dễ mập lắm mà. Còn gì nữa? Siêng năng, chịu khó, thích học hỏi. Ừ. Ví dụ như có những vấn đề mà em chưa biết thì em sẽ hỏi cho tới khi nào biết thì thôi. Hỏi tới luôn ha. Tao nói học nữa học mãi mà không biết mình hỏi tao có gì đâu sợ đúng không? Khuyết điểm là gì à? Dạ khuyết điểm của em là hay quên đó. Hay quên đó. Trời ơi trời. Hai đứa nó quen thời gian nói ủa bạn là ai vậy? Đúng rồi đó. Mệt lắm. Ủa đó. Ai đây? Chứ người ta nhức đầu cái quên đưa thuốc sủi uống cũng mệt lắm mà nha. Không, thực ra em quên đó là chỉ quên những cái việc lặt vặt như là ví dụ như đi chợ mà quên mua rau này nọ, chứ còn nếu mà trong những việc mà về y tế á là phải trách nhiệm cao, chính cẩn xác, thận sản xuất thuốc nữa mà. Có khi nào em mốt chở bạn gái đi chợ rồi cái quên đi về không rước bả về không? Chứ chị là chị quên lần rồi đó. Không, đó là không có quên rồi chị. Tình trường của bên nhà gái giờ như thế nào? Em trải qua hai mối tình rồi. Trước đây khi mà vào đại học á, thì cái ngày mà chào mừng tân sinh viên á, em có rung động với một bạn nam. Thường em thích bạn nam mặc áo sơ mi màu xanh. Và mặt bạn đó cũng rất là sáng. Nên là em thích bạn đó kiểu... Tức là rung động, dạ, xét đánh. Cái đồng. Sau đó thì phát hiện là bạn cùng khoa với em và là thủ khoa. Em ngại, tính em ở ngoài mọi người giao thiệp rất là xã giao, rất là nhanh nhẹn năng động. Nhưng mà đề cập tới chuyện tình cảm con trai con gái thì em hay ngại lắm. Cho nên là em chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Ủa rồi thôi rồi, hả? Dạ. Mối tình thứ hai thì là mãi sau này gần đây thì em mới quen một bạn trai người Hàn Quốc. Tụi em quen nhau cũng được một năm. Quen nhau được tầm 3 tháng thì bạn đó nói là công ty chuyển công tác ra Hà Nội. Thực ra người ta yêu xa nước ngoài được mà. Có điều sau đó thì bạn đó có chia sẻ là ba mẹ bạn đó không có sẵn sàng con dâu người ngoại quốc. À. Dạ, cho nên là tụi em ngưng luôn. Tức là cái câu chuyện đó cách đây một năm rồi. Dạ. Trong vòng một năm nay là em cũng không có tìm hiểu thêm một dạ, đối tượng nào chị. Hết. Covid đó. À, là do Covid hả? Dạ. Trời, không có Covid chắc cũng một hai mối nữa rồi đó. Nhà trai. Em cũng trải qua hai mối tình. Hai mối ha. Nói chung là em quen một bạn nữ là em quen qua mạng. Mối tình thứ hai là em qua bạn bè giới thiệu. Qua mạng nó quen lâu không? Qua mạng thì quen được 3 tháng rồi. Lâu quá ha. Còn mối thứ hai? Mối thứ hai là được 5. Nhưng lý do sao mình không quen nữa? Em bận chú tâm vào việc học và việc đi làm.
quen người ta mà bận quá bỏ bê không chăm sóc tình yêu sao người ta đi với mình suốt chặng đường dài được. Bây giờ đã sẵn sàng để quen một cái mối tình gọi là đàng hoàng, tập trung rồi chăm sóc người ta chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Sẵn sàng chưa? Dạ vâng ạ. Công việc mình ổn định chưa? Dạ ổn định ạ. Ổn định rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ á thì khoảng bao lâu mình lấy? Em dự tính là khoảng một năm. Một năm. Lấy vợ, vợ ở đâu? Vợ không ngại thì cứ việc về nhà em làm dâu cũng được. À làm dâu. Làm dâu ở đâu? Làm dâu ở nhà. Ở nhà ở đâu? Nhà em ở nhà bè. Nhà có mấy người? Có một chị gái với một mẹ. Nhà gái nghe kỹ chưa? Về làm dâu nhà có bà chị với là mẹ thôi. Em quan điểm như thế nào về cái việc là làm dâu? Dạ đối với em á, ba mẹ nào cũng là ba mẹ hết, làm dâu không vấn đề gì hết ạ. Thực ra em rất là thích khi mà mình đi làm về hết, có ba mẹ ở cùng, nếu sau này có con thì chăm sóc con cho mình, không khí mà gia đình đoàn tụ thì rất là ấm áp. Thực ra thì chị cũng nghĩ với cái tính cách là thích chăm sóc người khác của em á, thì là cái việc em ở cùng với lại gia đình chồng thì nó chú. Không vấn đề. Trời ơi, người ta chưa có cho qua tôi mặt mà lén lén đi qua rồi. Nghe cái câu này tôi khoái nè. Có rất nhiều người ta sợ làm dâu, nhưng mà nghe con nó khoái làm dâu chú khoái vậy đó. Bây giờ coi mặt rồi thấy như thế nào? Thấy được. Nghe trời câu khoái làm dâu là tôi thấy tôi được. Tôi tức quá tôi cũng phải đi qua bên kia tôi coi coi. Đúng rồi. Hello em. Dạ chào chị. Dễ thương. Để đi qua tiếp xúc gần hơn chút nè. Xa quá cận 2 độ nhìn cũng chưa nét lắm. Giờ nét. Rồi bây giờ về là ví dụ như công việc hai đứa mà bận quá, rồi ai là giữ cái vai trò mà nấu nướng? Nếu mà công việc của cả hai bên vợ chồng mà bận quá, chung là ở nhà em có chị gái thì em sẽ nhờ chị em phụ. Nhờ được không? Dạ được đó. Chị em nấu ăn cũng rất là ngon. Mà có nhiệt tình giúp đỡ không? Dạ có. À, đó, vậy là được, ngon. Coi xong rồi đó, nói chung được là không? Duyệt. Là duyệt luôn đó. Mình thấy duyệt thôi. Cậu biết hai đứa nó duyệt không? Nhà gái nè, cái tiêu chí người yêu của mình như thế nào? Tiêu chí của con đơn giản lắm chú. Bạn nam là người tự tin, có chính kiến và có trách nhiệm. Về kinh tế là từ ổn định đến cao. Mà thật sự ra nha chú ơi, ai cũng mong là có cái cuộc sống từ ổn định tới cao hết á. Không có gì bất ngờ. Bởi vì cuộc sống hiện đại bây giờ không thể là một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa. Yeah. Mà chúng ta phải có sự nghiệp, có sự phát triển để chăm sóc như thế tương lai nó mới tốt. Chứ không phải là mình nghĩ là mình yêu nhau là được rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Cái tiêu chí hình dáng của người đàn ông thế nào? Bạn nam cao hơn con là được. Con cao mét mấy? Con cao 1m63. Bên mình mấy? Con cao 1m65. Rồi hơn được 2 phân cũng được. Dạ. Yeah. Rồi vậy là về bỏ hết mấy đôi giày cao gót. Cũng may là con không có thích gì cao gót lắm. Đó rồi, duyệt. Còn thích gì nữa nào? Bạn trai nhìn nam tính, mặt mày sáng láng. Đặc biệt là con rất là bị hấp dẫn bởi đàn ông có bụng chị. Bụng bự quá hả? Dạ. Trời, con vậy là đi qua chú Linh có bụng chứ. Thích đàn ông bụng bự hả? Dạ. Không đến nỗi bự lắm. Nhưng mà con có gu lạ đó nha. Chú đó giờ thấy có nhiều cô nói là thích không, sáu muối đồ. À thích sáu muối, con là thích muối đúng không? Dạ. Ủa, vậy? Khi mà đi xe máy á chú, khi mà ôm đằng sau rất cảm thấy rất là vững chãi. Coi như có đồ dọc chơi dỗ bụng. Hơn nữa thì bạn nam cũng không có phải bị stress quá trong việc là phải đi tập gym. Đúng rồi. Cảm ơn con nha. Hay nè. Dạ. Một suy nghĩ tích cực. Còn nhà trai thì sao? Cái tiêu chuẩn của em thích thì phụ nữ trưởng thành chín chắn, mạnh mẽ chút cũng được. Phụ nữ mạnh mẽ cá tính lắm đó nha. Dạ em cũng chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần đó đúng không? Mình không thích điều gì ra phụ nữ mình nói luôn đi cho bên kia có gì rút kinh nghiệm. Nói chung là em không thích phụ nữ mà không tôn trọng cha mẹ, có nhu cầu cao về đàn về con trai. Cái gì? Đòi hỏi cao. Đòi hỏi cao gì? Ví dụ như là con phải có ý chí cầu tiến cao, sau này phải làm lớn này nọ. Con thì con có ý chí nhưng mà nói chung là cái gì cũng phải có giới hạn. Tức là không nên yêu cầu cao quá đúng không? Dạ. Nhà gái con không thích gì ở người đàn ông nè? Con không có thích người đàn ông nói nhưng mà không làm. Con thích người đàn ông biết chia sẻ. Chia sẻ nhiều thì là tốt vì mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Cái thứ hai, con không thích người đàn ông không có chính kiến, không có ý chí cầu tiến, không có tự tin. Con đáp ứng được nhu cầu nè. Dạ, con đáp ứng được 70-80%. 70-80%, được, tự tin. 30% còn lại là cái điều gì mà nghĩ là không thể đáp ứng được? Dạ, 30% còn lại là em nghĩ là nói chung là cũng mong bạn nữ giảm bớt một chút. Cái đó người ta kệ, người ta cứ thấy mình có lợi phấn đấu. Mình có mục đích, thì bạn gái nói là anh phải có thêm cái nhà. Ok, mình phấn đấu, cố gắng phấn đấu. Nhưng mà cái đó không phải là áp lực, đừng có đặt ra quá. 30% nó cũng không sao cả, đó là cái để mình phấn đấu hơn nữa. Bây giờ thì mình giao lưu với người thân chút xíu à. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị là người truyền động lực cho em, cảm hứng cho em đến tham gia chương trình này và em ruột của em. Đây, chào đây. Đại diện nhà gái. Đầu tiên thì gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem chương trình. Chào MC ạ. Em là Vân, em là chị gái
cũng là chị bạn của Thảo. Bình thường ở nhà thì em không gọi Thảo bằng Thảo mà em gọi bằng Rosie. Ưu điểm của bạn á, bạn là một người vui tính, có tinh thần trách nhiệm, rất là lễ phép với người lớn tuổi, và đặc biệt á là lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực hết. Hôm nay á, chị thấy bạn nam á rất là kiểu là khả ái, nhìn rất là bắt mắt. Nếu như mà bạn đại học của em là một bạn trai mà bị ấn tượng với em bằng chiếc áo sơ mi màu xanh thì hôm nay chắc cái bạn này á, là áo sơ mi màu trắng cũng để lại cho em nhiều ấn tượng. Chị nghĩ là hôm nay á, là các bạn đến đây là đã có duyên rồi, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu, hẹn hò với nhau. Thảo là một người á, rất là thú vị để bạn á, tìm hiểu và hẹn hò trong thời gian sắp tới. Cảm ơn là vì nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ bên em đi một mình ạ. Một mình hả? Không sao, chú Linh sẽ là đại diện nhà trai ha. Bây giờ thì những gì mà về nhà trai chú đã nói cho nhà gái nghe hết rồi. Bây giờ mình sẽ gặp mặt nha. Mở rào. Chào em ạ. Dạ. Em quà là tặng em. Dạ, cảm ơn. Dạ, hoa rất là đẹp. Cảm ơn anh, em cũng có một món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, đây là một con heo đất rất là truyền thống. Heo dễ thương. Đâu lấy heo ra coi. Có tiền trong chưa? Tặng heo, tặng bóp, tặng ví, phải bỏ tiền vô. Bỏ vô. Dạ, không sao, chú đợi xíu rồi về bỏ vô cho. Không được. Không, phải bỏ liền đây đây. Hả? Sáng giờ cho mấy chục giờ nãy giờ bỏ hoài vô. Bỏ vô đi, bỏ cho nó hên. Chú Linh trọng quá. Dạ, cảm ơn chú Linh. Mai là mối không biết được gì không mà tốn quá. Cảm ơn chú Quỳnh Linh. Đi làm gì đam mê nữa. Nhớ giữ con heo đó, mai mốt tiền nhiều nhớ chia tôi nha. Nhớ hả? Rồi, coi bụng nó về bự chưa? Đủ ôm chưa? Dạ, cái này về hai đứa thích ăn mà chú. À, về nhớ cho ăn bụng bự xíu nha. Dạ. Về chỗ ngồi đi hai đứa. Hãy nhìn nhau thật kỹ xem có giống những suy nghĩ của mình hay không. Em tên gì ạ? Em tên Phương Thảo. Phương Thảo sinh năm nhiêu? Dạ 94. Anh thấy Thảo trẻ hơn so với tuổi, dễ thương. Cảm ơn anh nhiều. Em thấy anh sao? Em thấy anh rất là sáng. Nói chung gu em. Bữa nay nói chung là tụi mình gặp nhau cũng là một cái duyên. Thôi thì nếu được cơ hội thì mình cứ... Chưa tới vụ đó đâu. À chưa tới. Hôm nay mình tham gia chương trình này, mình gặp nhau vậy để cái gì mình trò chuyện, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mà được thì sau này mình tiến tới sâu hơn. Em nghĩ sao? Em cảm nhận được sự chân thành. Khi mà em đăng ký chương trình á, ban tổ chức và biên tập cũng đã tuyển lựa. Cho nên là đã có 50% là em đồng ý cho người rồi. Nhưng mà bây giờ thì giờ em đồng ý 100% á. Hiện tại thì anh đang làm dược sĩ ở bên nhà máy dược ở quận 7, quê anh ở Củ Chi á. Anh có mua đất trên đó. Anh có một định hướng tương lai là sau này là anh về quê để xây một nhà thuốc, để tạo một cơ ngơi riêng cho bản thân. Em nghĩ sao? Em rất là thích người làm ngành y. Cảm ơn em. Khi mà em nghe anh giới thiệu anh làm trong ngành dược sĩ là trong bụng em thấy 100% rồi đó. Nhưng mà người ta nói 1 năm nữa là muốn kết hôn đó, thì thấy làm sao? Chị khóc quá, để em giải thích đã. Từ nhỏ em hay bệnh lắm, cho nên em rất là ngưỡng mộ những người mà biết thuốc và làm bác sĩ. Cái việc anh mở một cái tiệm thuốc đó, em hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn em. Em rất là thích. Cho anh hỏi sở thích của Thảo là gì? Em thích ăn uống, em thích đi du lịch. Ồ vậy giờ giống anh. Khi mà đi du lịch cảm thấy như mình được làm mới lại cuộc sống vậy đó. Thảo thích đi du lịch ở nước nào nhất? Em chưa đi ra nước ngoài bao giờ luôn. À vậy à. Công ty em là người Hàn Quốc, bên đó có một cái chuyến đi Hàn Quốc đáng ra là vào năm ngoái, nhưng do dịch Covid. Dạ đúng rồi. Thật ra đi chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thích hết trơn. Anh đi đâu rồi? Anh có đi từng đi du lịch ở Nhật Bản. Thật ra là anh qua đó anh công tác. Nếu mà có thời gian anh sẽ đưa em đi. Em thích đi Nhật Bản không? Dạ có. Đi đâu miễn có anh là được rồi. Đi đâu miễn có anh được rồi. Bây giờ nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi. Trường tới nắm tay hát cho bạn gái nghe một bài nào đó đi. Dạ, thực ra thì chú Linh thông cảm. Tại lúc hồi còn nhỏ là em có cắt cái phần amidan của họng á. Nhà trai không làm được thì để nhà gái làm. Đúng không em? Dạ. Mấy người tên Thảo hát hay lắm á. Tên của con là được đặt theo Phương Thảo Ngọc Lễ á chú. Ôi vậy hả? Dạ. Trường nắm tay Thảo cho Thảo bớt rung đi. Nắm tay anh đi em. Tay Thảo của anh lạnh lắm hả? Dạ. Không sao đâu, tay anh lạnh nhưng mà tim anh nắm lắm. Trời ơi. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say. Cứ hát đi em không sao. Nếu như đây là mơ cho tôi xin,
dừng thêm phút giây này. Em hát hay quá à. Thảo ôm Trường cái coi, cái vừa vòng tay bụng không? em có ngại không? Nói chứ chung đây là lần đầu, nhưng mà chắc là anh nghĩ là mình nên thử nên không sao. Dạ. Yeah. Cái ôm nó sao Thảo? Cứng kiệt tùm lum hết chú ơi. À tại hồi đó anh có tập gym. cơ nó cứng. Dạ. Yeah. Rồi ok, về vị trí đi các bạn. Chúng ta có 30 giây lắng động người lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình đi, rồi để tay vào nút bấm. Nếu con tim mình nó đập mạnh thì mình bấm nút, nếu nó không đập mạnh thì không cần bấm. Hít là ấn liền, không cần phải đếm. 1, 2, 3, hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Bắt đầu từ giây phút này các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Anh cũng thích nắm hai tay như vậy thôi. Được luôn, nắm sau nắm càng chặt càng tốt. Cảm giác của Trường như thế nào? Mới đầu em cũng hơi run, hơi hồi hộp, nhưng mà từ hồi nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp quá là em hết hồi hộp luôn. Còn Thảo cảm giác thế nào? Dạ, bây giờ em rất là lâng lâng, rất là vui. Hy vọng là sau này hai bạn sẽ dành rất là nhiều thời gian cho nhau để tâm sự, chia sẻ với nhau thì mới có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Bây giờ đâu đứng phía sau ôm, nãy nó cấn gì đó. Ôm thử từ phía dạ, sau đúng. Lên giống đúng như rồi, là đang chạy đi. Xe vậy. Thử vừa đúng vòng tay không? Đúng rồi. Nhưng mà... Ủa kỳ vậy giống. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Còn đây là chế độ dinh dưỡng dành tặng cho hai em. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc mừng cặp đôi ngày hôm nay. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và chúc các bạn bình an. Rồi, cảm ơn các bạn. Em cảm ơn chương trình. Con hy vọng rằng là cái chặng đường phía sau của các bạn ấy nó sẽ gặt hái thêm được rất là nhiều cái bông hoa tình yêu, bông hoa hạnh phúc. Em cảm nhận được sự chân thành khi mà em đăng ký chương trình đó. Ban tổ chức và biên tập cũng đã tuyển lựa, cho nên là đã có 50% là em đồng ý cho người rồi. Nhưng mà bây giờ thì giờ em đồng ý 100% á. 2, 3, hết thời gian. Xin chào mọi người, mình tên là Phương Thảo, năm nay mình 27 tuổi, mình đến từ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra ngoài đời á, mình rất là năng động và gặp gỡ mọi người, nhưng mà khi mà nói về chuyện tình cảm á, thì hơi ngại, còn người ta gọi là nhát chai đó. Cho nên là mình muốn tìm kiếm một cái chương trình mà có đủ uy tín để giới thiệu cho mình, và điều đó làm cho mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ưu điểm của con là vui vẻ hoạt bát, con nấu ăn ngon, rất là thích chăm sóc người khác ạ. Trời, hay quá, hai cái đặc điểm này ngon nè. Nấu ăn ngon mà thích chăm sóc người khác rất là tuyệt vời luôn đó. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm em nhiều lắm. Khi mà em bị đói thì sẽ hơi cậu, hơi khó tính một xíu. Cái này phải sửa nha. Dạ, ngoài ra thì người ta nói hay não cá vàng á chị. Tất cả những công việc của em á, thường là em phải lên lịch vào điện thoại hoặc là note lại. À, dạ. Cái này bây giờ mình có rất là nhiều cái loại thuốc để có thể hỗ trợ về cái trí nhớ của mình. Chị ngày nào cũng phải uống 3 viên chị mới nhớ được. Có khi nào nhìn số đưa em gặp bạn nam bên kia làm về thuốc không chị? Đúng rồi đó, số hợp lý nha. Vậy đó, quên uống sủi nó không hết đâu nha. Mọi người rất là ủng hộ, mọi người rất là vui và ngạc nhiên. Thật ra chương trình mình rất là nổi tiếng từ lâu rồi, và đặc biệt là các mẹ, các dì, các cô đều rất là thích. Và khi mà mình nói là mẹ ơi con tham gia chương trình này nè, ba mẹ chỉ có cười thôi. Rất là vui, mình rất là rung. Tại sắp lên quay hình rồi rất là rung, không biết nói gì hơn, không dám nói là tự tin nữa. Vui vẻ, dễ gần, nhìn có duyên nữa.
là cái điều mà mình thấy ấn tượng. Nhìn vào nam tính và sạch sẽ, đẹp trai con gái ai cũng thích hết trơn. Nhưng mà nếu như mà không có đẹp trai nhiều quá, bù lại tính cách á, thì vẫn rất là tốt. Thiếu tự tin, con trai thiếu tự tin sẽ dẫn đến rất là nhiều cái điều mà mình cảm thấy không biết là anh có muốn nói chuyện với mình không. Tại thường con trai nên chủ động trong chuyện tình cảm nữa. Là mình con gái mà mình lanh quá thì thành ra người ta sợ. Tiêu chí của con đơn giản lắm chú. Bạn nam là người tự tin, có chính kiến và có trách nhiệm. Về kinh tế là từ ổn định đến cao. Mà thật sự ra nha chú ơi, ai cũng mong là có cái cuộc sống từ ổn định tới cao hết đó. Không có gì bất ngờ. Bởi vì cuộc sống hiện đại bây giờ không thể là một túp liều canh hai quả tim vàng nữa. Dạ. Mà chúng ta phải có sự nghiệp, có sự phát triển để chăm sóc như thế tương lai nó mới tốt. Chứ không phải là mình nghĩ là mình yêu nhau là được rồi, đúng không? Dạ. Cái tiêu chí hình dáng của người đàn ông thế nào? Bạn nam cao hơn con là được. Con cao mét mấy? Con cao 1m63. Bên mình mấy? Con cao 1m65. Rồi hơn được 2 phân cũng được. Dạ. Rồi vậy là về bỏ hết mấy đôi giày cao gót. Cũng may là con không có thích giày cao gót lắm. Đó rồi, duyệt. Còn thích gì nữa nào? Bạn trai nhìn nam tính, mặt mày sáng láng. Đặc biệt là con rất là bị hấp dẫn bởi đàn ông có bụng chị. Chị nghĩ là 50%. Chị nghĩ là có cái duyên đến đây đã gặp nhau được rồi. Thì thời gian á, nhiều hơn mình sẽ có nhiều cái tương tác ở ngoài thì có thể là sẽ thay đổi nhiều suy nghĩ. Chị khoe luôn là khi mà chị đăng ký tham gia chương trình này á, là chị đồng nghiệp ở trong công ty chị rất là ngạc nhiên và hào hứng, xong chị đăng ký tham gia luôn rồi thì đã được casting rồi. Cho nên là chị ơi tự tin lên. Chị có nghe là anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan thì hy vọng là mình sẽ phối hợp tốt với hai anh chị MC để có một cái chương trình thật là tốt cho ngày hôm nay. Mình rất là thích những cái bà mối, chị mối trước đây. Và mình cũng tin rằng chị Ngọc Lan sẽ làm tốt cái điều đó. Hy vọng là hai chị em sẽ phối hợp tốt. Các chị em ơi, hãy tự tin đến với bạn muốn hẹn hò nhé. Nếu như đây là mơ, cho tôi xin dừng tên phút giây này.